thì em quá khốn nạn, em vô cảm. Bây giờ ai nhiều tiền hơn em, ai có hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây? Là vì em làm nát cái tim em và em làm nát cái tim anh. Đúng, em thề anh 100.000 lần cái nghiệp bây giờ em đi. Mỗi lần mà em nghĩ ra anh tin không? Người em cuồn cuộn như là ai xúi giục em, ai làm một cái điều gì mà em phải điên loạn lên vì anh. Trời ơi, nó kinh khủng lắm. Bây giờ em biết rồi, có những lúc như vậy em chỉ đi đốt nhang là em nhẹ xuống thôi. Trời ơi, đụng vô những con người như anh nó chỉ có sống với chết thôi, không có thể nào đâu. Tôi có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói ghê vậy chị hai. Còn gì nữa, em đi anh điên loạn gì anh. Em nói với anh nha, cả một cuộc đời em á, đúng chị anh làm em điên loạn. Anh tin không, có những lúc em thờ thẫn em không phải là em luôn. Anh có biết không, đến nỗi mà em lạng quạng, em không biết em làm cái gì luôn đó anh. Em thề với anh luôn. Gì đâu, có chuyện gì đâu, tôi có làm gì chị hai đâu, chị hai đổ thừa tôi. Không phải, mà cái đầu của em nó kỳ á, tự cái tâm của em nó bấn loạn. Cái lòng em nó loạn, anh biết không, cái tâm em nó không có bình yên à. Tự nhiên gặp tôi không mình đi là đối thừa tôi à? Không, em không đối thừa anh. Nhưng mà đụng vô anh thì nó phải vậy đó anh. Cái ông Hồng Kông ông nói với em á, đụng vô anh á, mà không có phước, không điên loạn á, thì cũng chết. Cái gì ghê, không lẽ tôi bị ma trước ai gì? Không phải đâu, anh là một con người có sức mạnh rất là lớn. Anh rất là, cái bề của anh rất là dày. Nói về vấn đề tâm linh á, đụng vô anh á thì chẳng hạn là đập đầu vô đá đó. Ông đã nói với em rồi, chỉ có em á mới làm cho anh tốt được, mà chỉ có em á mới có thể là kéo anh đi được. Mà em không làm được thì là cái phước của anh không có. Anh có tin không, chưa bao giờ em như một con điên anh. Em như một con điên anh đâu, anh đâu có biết đâu. Em thẫn thờ, em không biết em làm cái gì luôn. Anh đâu có làm gì em đâu. Đụng vô anh từ chết tới bị thương thôi anh. Trời ơi, gì đâu, tôi chỉ thích tu hành, đâu có làm gì đâu mà tôi chết bị thương. Nói nghe tội cho tôi. Chị không hai phải kỳ đâu. Cái số mạng anh nó quá lớn. Cái mạng anh nó lớn lắm. Không phải ai cũng đụng vô anh được đâu. Vậy tại sao anh đi mười mấy năm không, anh không yêu một người nào đi? Tại sao anh không có tình cảm với một người nào đi?